Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Gà. Thì hôm nay thì Gà vừa hoàn thành cái game Party Frontier này ở cái phiên bản 0.75. Thì cái game này nó đang còn trong giai đoạn Early Access á, nên nó còn sẽ còn rất là nhiều bug và còn rất là nhiều cập nhật mới. Thì hiện tại lên tới cái T4 là chúng ta dừng lại rồi, nó chưa cho update lên thêm. Đó thì hôm nay thì Gà sẽ chỉ cho anh em một số cái mà Gà biết để anh em có thể chơi có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì có thể là nhiều cái của Gà chỉ nó có thể là có đúng và cũng có thể là thiếu. Thì anh em có thể giúp Gà bổ sung bằng cách comment phía bên dưới nha. Thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái phần mà lương thực. Lương thực thì anh em sẽ có rất là nhiều cách để kiếm, như là ở thu hoạch dâu rồi nè, mấy cái bụi ở ngoài nó có hạt. Rồi nó có cũng có dâu luôn, có hạt đó, hạt mà dâu nè, rồi thông qua thịt, thịt là thịt hươu, thịt heo, rồi thịt gấu, có khi lấy được gấu rồi sói, rồi cá, câu cá, chúng ta câu cá rồi lấy cá, rồi chúng ta có thể mổ bò. Đây, nuôi bò, chúng ta nuôi bò cho nó đẻ ra xong rồi chúng ta sẽ làm thịt. Bò thì nó cho chúng ta được sữa. Đó. Sữa thì chúng ta có thể làm thành chi. Đây, nhà làm chi. Cái nhà làm chi bằng sữa. Ok. Thì anh em chỉ cần vô cái phần này để coi được cái phần mà nguyên liệu chúng ta có những gì ha. Đó rồi, nguyên liệu thực phẩm còn có bánh mì nữa. Bánh mì là làm từ lúa gạo, lúa mạch ra, lúa mạch thì để làm bia. Đó. Rồi khi mà anh em làm ruộng á, thì anh em sẽ cò trồng được những mấy cái loại rau củ thế này nè. Đó, rồi đậu, rồi cải bắp. Cải bắp á, thì nó bị một cái vấn đề á, là nó sẽ rất là mau hư, nhưng mà được cái là nó cho cái lượng thực phẩm khá là cao. Để tránh cái việc mà cho nó lâu hư á, thì anh em cần phải xây cái nhà này để nó chứa vô cái thức ăn, mà chống cái việc mà thức ăn bị lãng phí á, thì anh em phải xây cái nhà này để nó làm cái thùng ha. Thì cái nhà này thì khi nào lên T3 thì anh em mới xây được cái nhà này làm thùng, và cái này nó sẽ chứa mấy cái thùng đó để đồ ăn, những cái đồ ăn dễ hư á, thì nó sẽ chứa vô thùng đó thì nó sẽ lâu hư hơn. Rồi khi mà anh em câu cá hay là đi săn gì đó thì anh em phải xây mấy cái nhà này kế bên để nó hun khói thịt đó. Gần mấy nhà câu cá thì chúng ta có thể tắt cái phần mà hun khói thịt đi, chúng ta để cái phần làm cá thôi. Đó thì nó sẽ hun khói cá lên để làm cá khô á, thì nó sẽ lâu hư hơn. Mình sẽ để được ít cá sống để mình sử dụng. Thì ngoài ra thực phẩm thì anh em phải chay với lại cái thằng mà trader nữa, thì mỗi mùa xuân nó sẽ quay lại nó chay với anh em. Thì anh em thấy nó bán lương thực mà rẻ thì anh em mua, nó bán bao lúa gạo, nó bán lúa, nó bán lúa mạch, rồi nó bán đủ thứ hết. Mà thấy cái nào mà giá giảm, hôm bữa tôi có làm cái video hay làm sao để chay á, thì anh em có thể coi lại video nha. Thì làm sao để có thể chay được cái giá nào phù hợp với mình á, thì mình chay với nó xong nó có tiền mình bán cho nó. Nó có nhiều hàng trader nó đem lên đây khoảng chừng mấy ngàn, 2-3 ngàn gì à. Nhiều lúc mình bán đồ cho nó hết, ý mình bán cho nó hết, nó trả cho mình hết đi hết gold rồi. Mà bắt buộc mình phải mua cái gì cái đó của đó, mình có thể mua thực phẩm. Mà mình lựa cái nào nó rẻ rẻ mình mua. Thực phẩm nào rẻ mình mua, mình để tích tích trong cái kho của mình. Xong rồi mình bán tiếp cho nó. Về cái việc mà làm ruộng này á, Gà chỉ mới nói được sơ sơ thôi, tại vì nó có nhiều cái lý do lý thuyết lắm. Cái này ví dụ như là này là bị ăn bởi những cái con thú thú ngoài hoang, ngoài như là con nai rồi này, nó vô ăn nè, thì anh em phải xây rào đó, anh em phải xây rào nè, phải ưu tiên cho nó xây mấy cái rào này xong rồi trồng lên để tránh cái việc mà bị mấy con thú ngoài vô nó ăn. Rồi khi mà trồng á, thì mình phải cải tạo đất, nó giống như ở ngoài vậy á. Khi mà anh em cải tạo đất á, thì đất nó sẽ cho cái tỷ lệ tươi xốp hơn và trồng nó sẽ thành công hơn. Giống như mấy cái mùa vụ này thì cũng gọi là tạm thành công rồi nè. Còn mấy cái mà ví dụ mà thu hoạch được á, gần đầy luôn á, thì cái đó mới gọi là thành công ha. Mấy cái này là thất bại nè.
mình gieo xuống mà thu lại được có một nè, thu lại được có 364 rồi, đáng lẽ là phải, nếu mà thu mà thành công á là phải là 1704. Như vậy ít khi nào mà thành công 100% lắm, thì muốn đất nó tươi xốp hoài thì chúng ta có thể lấy phân bón từ đây, phân bón từ mấy cái nhà mà đi dọn rác từ mấy cái này nè, nó làm phân bón ha. Đó, nên bón vô đây, bón vô cho đất. Những mảnh đất mà nó tuột cái này xuống á, thì tỷ lệ thành công nó rất là thấp, nên thấy không, rất thấp. Chỉ sống một số, chỉ có một số trái thì nó có thể sống được, nên cái việc mình phải cải tạo đất liên tục để nó không bị úng kiểu vậy, đất nó không bị dởm đi. Đất này còn 7% này nè, thấy không, độ tươi xốp của nó này 0% nè. Cái này gieo xuống là dễ dễ nát lắm. Số cây nó, một số cây thì nó chịu được khắc nghiệt nên nó có thể sống được. Ví dụ giờ chúng ta trồng một loại cây gì đó, xong rồi chúng ta xài, xong rồi chúng ta xài cái cây đậu, chúng ta trồng cây đậu hoặc là chúng ta cải tạo đất cây đậu, thì nó có thể, nó cũng có thể giúp cho cái lượng đất của chúng ta tươi xốp như ở ngoài đời á. Nếu mà anh em có kinh nghiệm về trồng cây á, thì anh em sẽ áp dụng được cái này rất là dễ, tại cái này gà còn phải tìm hiểu nhiều về cái việc mà trồng cây thế này. Thì khi trồng cây thì theo gà biết á, thì khi mà chúng ta trồng cái đậu xuống á, thì cái đất nó sẽ tươi xốp, rồi mùa sau mình gieo những cây khác xuống thì nó sẽ đạt hiệu quả cao. Đó. Rồi thực phẩm cũng có thể kiếm ở cái việc mà chúng ta làm mấy cái bình thủy tinh mà chúng ta làm thành mứt và những cái đồ chua ở như này, thấy không, dưa leo hay gì đó bỏ vô đây thành đồ chua. Đây là tỷ lệ năm ngoái làm nè, năm ngoái sản xuất được 160 đồ chua và 224 cái bình mứt. Thì mấy cái bình đó thì anh em phải sản xuất nè, phải sản xuất từ này ra mấy cái bình thủy tinh, phải cần bình thủy tinh mới làm được. Tất cả mọi thứ đều phải thông qua công đoạn hết. Rồi lúc đầu thì anh em sẽ có được một cái heavy tool này nè, sẽ được một cái, nên mình phải trade với lại hàng trader, có hàng trader nó bán cái đó thì anh em phải tranh thủ mua hai ba cái gì đó để khi mà chúng ta xây lên á, xây máy này lên á, thì nó sẽ cần cái heavy tool để nó hoạt động ha. Thì chúng ta sẽ cần cái đó để áp vô cái nhà máy này để nó tạo ra thêm cái heavy tool cho chúng ta, vì nếu không có heavy tool thì nó sẽ không hoạt động, nó sẽ không làm việc hiệu quả, không làm luôn, có khi nó không làm luôn. Nên nhớ cái heavy tool thì nên để 4-5 cái sẵn khi mình up lên thay ba cái ti ba, thì lúc đó anh em xây những cái nhà công nghiệp đó, thì lúc đó nó sẽ cần đó. Rồi thực phẩm thì như nãy gà cũng đã nói về cái việc mà xây mấy cái nhà mà khung khói ở mấy chỗ mà săn rồi ấy cá rồi ha, thu hoạch trái cây, rau củ, nuôi bò lấy sữa. Thì nếu mà anh em chưa biết cái vụ nuôi bò lấy sữa này, trước tiên là mình phải xét cái đồng cỏ để con bò nó ăn ở đâu. Ở đây rồi anh em nhớ là phải xây chuồng nha, phải xây này giống như bình thường người ta nuôi bò ở ngoài là phải có chuồng thôi, không mà nó bò chạy tùm lum la hết á. Có mấy con bò mình không xây chuồng nó bỏ chạy tùm lum hết, xong rồi cái thằng kia phải đi bắt về, nó khá tốn thời gian. Nó mình có hai cái chuồng bò, cái chuồng rồi nâng cấp thì nó sẽ lên 16 con, thì hình như là mỗi năm nó sẽ đẻ được hai ba con gì đó. Thì chúng ta có thể làm thịt, ở đây thì đẻ làm thịt chừng chừng 3-4 con để lấy lượng thịt, và chúng ta có thể enable cái milking này để nó vắt sữa. Con này disable là nó không có vắt sữa đó nha, nó còn enable thì nó sẽ vắt sữa. Đây là thể hiện cái tỷ lệ mà sức khỏe của con bò rồi đó, khi mà thiếu đồ ăn thì nó cũng sẽ báo. Đây như chỗ này như thiếu đồ ăn còn rất là thấp nè, nó cần phải stop thêm. Rồi và chỗ phần hao á, thì anh em sẽ có cái nhà này, temporary shelter nè. Cái nhà này xây á thì lúc mà mùa đông á, hoặc là lúc mà những cái nơi mà đi làm xa thì hàng công nhân nó sẽ về đây nó ăn ở trong đây đó. Anh em sẽ ghé đây, nó sẽ ghé đây nó ăn, nó đỡ mất công nó chạy về tới nhà, giống như anh em đi làm xa đây mở khách sạn vậy đó. Thì cái này nó giống như là kiểu là ở tạm xong rồi nó ăn uống nhưng mà nó quay ra đây làm tiếp, nó khỏi mất công nó chạy dùm đoạn đường xa từ đó nó chạy về tới nhà nó ở, xong rồi nó ăn uống mà nó đi xa thì nó xa lắm, giống như tốn công đúng không.
Nếu như mình đi qua bên nước ngoài mình công tác xong rồi mình muốn ăn cơm mình phải bay về mình ăn, nó kiểu vậy khá tốn thời gian. Ok thì còn cái phần mà nâng cấp nhà hôm bữa gà đã có chỉ rồi đó, thì hiện tại thì nó đang nâng cấp lên tiếp cái nhà cấp 3, ý nhà cấp 4 này, nâng cấp mà 4 là quá trời luôn nè, tự nâng cấp lên nó đủ là nâng cấp lên nè, nó đủ rồi nó nâng cấp lên. Thì mấy cái nhà này anh em phải ưu tiên nâng cấp nhé, mấy cái nhà là về đặt chữ hát luôn nè. Nếu anh em nhắm mình xây được á, mình có cái tưởng tượng trong đầu mình xây nhà như thế nào á, thì mình có thể để cái nhà hát ở chính giữa để nó lan tỏa hết luôn tất cả cái khu nhà. Còn như gà thì chưa chưa hình dung được nên phải xây, bắt buộc phải xây vậy. Và anh em nhớ xây thêm mấy công viên thế này, mấy công viên thế này nó sẽ hỗ trợ khá là nhiều cho cái việc mà bút nhà lên cao, bút nhà lên để nó đủ phần trăm. Thì hôm bữa gà cũng có đã làm cái video để nói rồi, xây thêm bông rồi xây thêm hoa để nó tăng thêm cái tỷ lệ phần trăm ha. Đó nhà này nữa, nhà này là chợ, update lên hết rồi. Nhớ nha, xây cái nhà mà bắt chuột, nhỏ nhỏ chuột phải để nhà gần nhà dân này nè, để nó khung quanh nè, là xây 4 cái để nó bao quanh hết mấy khu mà đồ ăn rồi nè. Nó mấy khu này là nhà kho đồ là rất là dễ dính chuột, nhà dân cũng dễ dính chuột, nếu mà nhà dân dơ quá thì nó rất là dễ dính chuột, nên mình phải xây mấy cái nhà đó. Rồi khi mà bị tụi cướp bóc nó tấn công á, thì mình phải xây hàng rào để mình coi cái hướng nó thường nó đi hướng nào mà xây hàng rào, mình xây low cost lên thế này. Ở mình trước tiên thì gà sẽ xây bảo vệ cái chỗ mà thực phẩm mới vàng chứ, tại vì nó tấn công chỗ này là chính, nó vô chỗ này không à. Đó thì mình chỗ này mình xây rất là nhiều trụ để nó vô đánh, nó kéo một lần 40 mấy thằng nó vô tàn sát nó cướp, nên mình phải xây rất là nhiều trụ thế này. Rồi anh em để ý những cái nhà nha, trong thời gian chơi thì gà bị cái thời gian cái nhà thế này, và nếu mà đợi thằng nông dân nó lại sửa thì anh em sẽ thấy nó tốn 6 cái gỗ, 6 cái ván đó, để nó sửa. Thì nếu mà mình không muốn đợi nó sửa thì mình có thể tự sửa đây, mình có thể tự sửa thế này. Bây giờ nó đang tự nâng cấp rồi nên mình không thể sửa được, chỉ có mấy cái nhà mà nó đang tuột xuống để ra kiếm kiếm ngôi nhà. Đây cái trụ này đi, cái trụ này đang bị tuột xuống này, cái chỉ số nè đó, chỉ số bây giờ mình muốn mà ấy thì mình phải chọn vô cái phần mà thay đổi vị trí á, mình bấm nó cái là cái này nó sửa thì nó sẽ đầy lại, đầy máu lại. Mấy cái nhà này lâu lâu không hay bị gì lắm đó, bấm vô cái phần này nè ha. Đâu rồi, bấm vô cái nhà này, bấm vô cái này đó. Đó mình sẽ để lại và nó sẽ chỉnh sửa cái nhà lại. Rồi thấy nhà nào hết thì mình cứ sử dụng thôi, đừng để nó ảnh hưởng nha. Nhất là mấy để nhất nhất là anh em để ý mấy cái nhà này nè, mấy cái nhà này nè, mấy nhà y tế rồi nè, chợ trường học rồi đó, nó có mấy cái nhà nó có ảnh hưởng nhà dân đó, thì nên phải để ý rất là nhiều luôn, nếu không để ý là mệt á. Nó mà bị vấn đề cái là hả, nguyên nhà dân nó bỏ đi hết, nó tự bỏ đi hết. Cái nhà này cũng vậy nè, mà cái game này hiện tại còn bức nên nó không có hiển thị đầy đủ. Tốt nhất á là anh em vô cái phần mà cái hình này chữ B, bấm chữ B để anh em sao. Thì trong đây nó sẽ có mấy cái nhà nào mà anh em có xây rồi á mà nó đen á là chứng tỏ cái nhà nó bị hư rồi, mà nó không báo lên cho anh em biết thì anh em phải đi sửa. Và cách sửa như nào thì tôi đã chỉ cho anh em cách sửa rồi đó, tôi đã chỉ cho anh em cách để sửa cái đó rồi ha. Giờ phải kiếm người phân công vô cái bệnh viện này gấp. À, để tôi coi tôi còn nhớ được cái gì nữa không thì tôi chỉ cho anh em luôn. Đó, cứ mỗi năm là sẽ có 4 con được đẻ ra nè, 4 nó có khi 5 con. Đó, là 10 con. Bên đây định được 9 con, sẽ có đứa con nít, con đứa con nít được sinh ra luôn. Đó, như anh em thấy thì tôi xây lúc nào cũng có một cái nhà để nó hun khói đây, gồm thịt và cá. Đó.
xây thêm cái nhà để nó ở tạm bợ nè, khi mà nó cần đồ ăn thì nó qua đây nó lấy thôi, xong rồi nó quay lại nó làm việc tiếp. Mấy cái nhà này á, mấy cái nhà mà để đựng đồ thải đồ chứ bãi rác vậy đó, thì cái này á thì anh em sẽ dùng nó để bón, bón vô để bón một, nó đủ 100% thì bón vô để nó bón cho mấy cái khu đất của nghèo nàn của mình để nó bớt nghèo nàn đi. Rồi một cái tiếp theo là về cái phần mà nhân viên làm việc, thái độ nhân viên làm việc. Để gà kiếm có mấy cái thái độ nhân viên làm việc thôi để gà chỉ, có nhiều anh em không biết. Kiếm cái nào mà để nó đình trệ đây, cái này. Cái này á, là nó enable to work nè, nó không 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 làm việc. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta thiếu thiếu cái gì đó nên nó không làm việc đó, nó cần đủ nguyên liệu thì nó mới làm việc. Anh em thấy không, nó ghi là enable to work nè. Và nếu mà anh em đang 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 dư cái nguyên liệu đó và không cần cái này làm việc nữa thì anh em bỏ bớt những người ra để cho nó đi qua làm công việc khác, chứ đừng có để yên trong đây. Để yên trong đây giống như kiểu anh em mướn gì mướn người làm việc mà nó không chịu làm, và mình phải trả lương cho nó vậy đó, kiểu vậy. Tôi đang có điều kiện nên upgrade thêm mấy cái nhà này, upgrade nó sẽ giữ cái nhà mình sẽ lâu bị hư hơn. Rồi khi mà anh em xây mấy cái nhà này á thì cái nhà nào cũng có cái phần mà relocated building này đó, là chúng ta sẽ dời đi. Anh em có thể dời đi hoặc là dùng cái này á, dùng cái nút này để khoanh tròn cái vùng làm việc. Còn nếu mà xa quá thì anh em có thể dời cái nhà đi luôn, dời cái nhà đến nơi nào mà anh em muốn, hoặc là sửa cái nhà như nãy tôi chỉ đó. Nó tôi đi làm những chỗ xa xôi thế này, tôi đều xây cái nhà dân cho nó hết để nó trú trong đây, xây đường để đi. Và anh em nhớ để ý nha, tại vì có mấy con đường mà anh em chạy cho đi á, nó sẽ bị tuột ở trong đó. Đây, hôm bữa tôi phân công cho nó đi lấy mấy cái bộ dâu như thế này mà tôi quên mất là cái cung đường này nó không vô được. Nó vô được là nó không ra được á, nó vô được tới đây cái đứng luôn, nó bị trượt vô đây á, là nó chết trong đây nè. Đó, 7 đứa trong đây. Bởi vậy lúc mà anh em phân công hay gì đó nhớ để ý người nông dân nha. Vậy lúc nó làm đường á, nó làm đường cái nó bị tụt cái này là nó xung bị sẽ bị chết vì đói, đa số chết vì đói. Mấy cái phần mà làm cho nó sập xuống nè, rồi mà để anh em muốn làm cho nó sập xuống á, cho nó bằng phẳng hết luôn á, thì anh em vào cái phần này đó, Flatten Terrain này không, bấm vào đây xong chọn cái khu đó, xong rồi mình kéo thế này không, mình kéo thế này thì nó sẽ làm bằng phẳng cái đó xuống, nó kéo cái đó xuống cho mình đó, thì nó sẽ đào đào lại. Còn người dân nông dân nó sẽ lại đào 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 chỗ này, nó xẹp xẹp xuống giống như này không, mới đào nó cao như thế này nè, cái chỗ đồng đồng bằng này anh em thấy không, chỗ này nè mới đào nó cao thế này nè, tôi đào cái đầu nó xẹp xẹp nó dời nó lại lại xuống rồi, bắt đầu lại lại xuống nó thành đồng bằng luôn đó. Thì tôi chưa muốn làm đồng bằng, tôi đang làm ruộng bậc thang đó. Cái này thì lúc đầu nó nằm ở trên kia, chúng ta không thể nào đặt cái nhà lên để xây được, chúng ta phải làm lại xuống rồi chúng ta đặt nhà lên được. Ở trên rất rất là nhiều mỏ, cái map này rất là nhiều mỏ luôn. Còn anh em muốn muốn theo dõi mà dễ á, cái mỏ có bao nhiêu á thì anh em bấm F4. Bấm F4 nó hiện số lên hết thấy không? Cái nào có bao nhiêu cá nó hiện số hết. Đó. Bao nhiêu hạt, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con nai nó hiện số lên hết nè, anh em thấy không? Cái mỏ này có bao nhiêu nó hiện hết nè. Đó như cái mỏ đất sét này á, hồi trước là nó nằm ở trên đây nè, đặt nhà đâu có được đâu, anh tôi phải làm lại nó xuống bằng thế này mới đặt nhà được. Đó, không biết còn thiếu cái gì không để chỉ cho anh em luôn. Thật sự thì thấy cái game này cũng khá là hay nhưng mà còn khá là nhiều bug, tôi nghĩ sau này nó cũng sẽ còn update lên nữa. Tại lúc trước tôi chơi cái game Frostbun á, nếu anh em mà đã coi cái gameplay đó rồi thì anh em sẽ biết cái game Frostbun nó khá là hay. Nó không kiểu CD City Building thế này nhưng mà nó kiểu theo kiểu giả tưởng một chút nhưng mà cũng khá là hay. Đó thì tới tới mùa xuân tới gần đây thì sẽ có một thằng ba, mà khi mình nâng cấp là sẽ được 3 thằng đó.
Đó, tôi chỉ là cái này lúa nó bán giá thấp nè, mình có thể mua ngay và luôn. Nó bán 1 đồng quá thấp luôn, mua một mớ về stock liền. Đó. Và trên phơi liền, khỏi nói nhiều. Cái này nó bán giá cao nè, không mình không mua. Ok, mình có thể mua xà bông, mình có thể bán xà bông, nó rồi rồi cần bán xà bông nhưng mà mình đang thiếu xà bông nên mình không có bán. Ok, mình không có gì để bán luôn. Đó, cái gì vậy? Thấy cái nào rẻ mình mua. Mình mua lương thực là chính, đa số là gà mua lương thực là chính. Nhớ để ý mấy cái nhà này nha, mấy cái nhà này mà bể là anh em thua đó, anh em mệt lắm luôn á. Rồi anh em vô cái phần này nè, cái bảng này quan trọng nè, vô cái phần chữ B á, bấm vô chữ B là anh em thấy được cái bảng phân công làm việc nè. Những cái nhà này đang thiếu người nè. Cái team maker là 2 trên 4 là mới có 2 người trên 4 người thôi. Cái fishman là thiếu người nè. Đó, 21 ngày mai là thiếu một người câu cá ha. Quật cao 15, 16 cũng thiếu nè. Mấy cái đỏ đỏ là thiếu, mấy cái mà màu trắng là đã đủ người rồi, ok rồi. Còn cái phần builder này á, builder này là những cái người mà anh em có thể cộng hay giảm xuống để thành công nhân, những người đi xây dựng rồi đó. Đó, những người mà đi xây dựng thế này, đi làm những cái này á nè, những người mà đi lên núi bắt đầu đào 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 nè, đó anh em thấy không? Thấy nó đào không? Đó là những builder. Builder thì tầm khoảng 14 15 người là ok, tại vì nó có thể đi vòng vòng vòng. Nó xây nhà cho anh em, nó lấy nguyên liệu nè ha. Tụi builder đi lấy nguyên liệu vậy, để đây nó xây. Nhiều lúc anh em xây nhà mà thấy nó không có làm liền á, thì tại vì mình thiếu builder quá, chỉ có một hai đứa thôi, nhiều lúc không đi á, chỉ có một hai đứa builder thôi, nó làm rất là chậm, mà làm nhiều thứ nữa, nó đi tới luôn, đi tới đây kho không lấy nguyên liệu, nó chạy đây nó bắt đầu xây lên thì sẽ rất là chậm, nên mình phải để ý cái số lượng builder bằng cách nhìn vô đây đó, mình phân công cho nó. Đó không, phân công cho nó cái nào thiếu phân công cái nào quan trọng phân công trước. Nó sợ gà thì phải lấy khoảng 15 đứa là cũng ok rồi, không cần phải nhiều đâu. 15 đứa là bắt đầu mình dư dân ra. Còn cái này là cái phần laborer này á, khi mà anh em đào tạo xong thì nó sẽ dư ra, thì anh em sẽ đưa nó vô. Khi nào mà có số người đây á, anh em sẽ đưa nó vô. Những người mà dưới đây rảnh rỗi nè, mình đưa nó vô cái phần này. Còn nếu mà không có dư thì thôi. Nhớ cung cấp nước đồ đầy đủ cho người dân. Đó, cái này là lên nhà cấp 4 luôn nè, thấy không? Nhà 4 mà nhìn thấy đẹp hơn không? Xung quanh gà xây thêm bồn cây rồi nè, thì nó sẽ cộng lên cái nhà rất là nhiều. Nó nhà cấp 4 là nhà cuối, hiện tại là nhà cuối của cái game này rồi. Nhà cấp 4 thì chúng ta cũng chứa được 5 người thôi, giống như ý là 4 thì ta chứa được 6 người. Nó cũng là ti cuối của cái này rồi. Sau này có thể nó update lên cao hơn nữa là sẽ lên thời hiện đại luôn. Ta nghĩ là vậy. Hiện tại trước mắt là tới ti 4 là hết. Rồi thực phẩm thì nhớ để ý này nè, bấm vô cái phần chữ R là chúng ta sẽ hiện lên tất cả cái thực phẩm chúng ta đang có. Đó, khi mà chúng ta có heavy tool nào đó thì nó sẽ rất là ok ha. Bột sắt nào này đồ đầy đủ nè, bột sắt có đầy đủ mà tại sao nó không làm việc ha, thấy cũng lạ. Để làm gì một cách ngon lành đây. Đó, đến cấp này là bắt đầu nó nâng cấp mấy cái này rồi. Cái game này nếu mà anh em chọn cái map mà nó thiếu gỗ là mạnh lắm, thiếu gỗ là không có đủ gỗ để có thể làm ra cái firewood này, là kiểu củi để đốt để mùa đông á, mà mùa đông là nó dễ dễ nát nhất. Còn nhiều lúc anh em thấy mấy cái người mà bị chết á thì anh em cứ để đó, thì nếu mà nó đi ngang qua nó thấy nó sẽ bươi mấy con đó, nó đi bươi nó đem lại an táng. Có nhiều lúc là tới mấy năm nó đi bươi á, kiểu như là nó không để ý á, nó mới bươi, nó không không có bươi con đó nó đem về. Chứ bữa bị chợt đây nè, 4 năm hàng bị chợt đây, chết đây nè, dính ở đây kẹt ở đây, tại vì không có đồ ăn á, kẹt ở đây cái nó nằm ở đây hoài luôn suốt mấy năm luôn. Cái tới hồi mà mình thông đường rồi đó, cái tụi nó đi vô tụi nó thấy cái là nó bươi bươi, nó đem về, nó bỏ vô nghỉ trang hết, đem về bỏ ở đây hết 32 người nè.
Giang đây cũng bốn mấy người nè, toàn là do chết vì già, với lại một số thì bị cướp nó tàn sát. Ok, quan trọng là lúc anh em xây thì anh em nhớ xây bông, xây trừ khoảng khoảng trống chính giữa mấy cái nhà để xây bông, thêm bông để nó cộng thêm rất là nhiều nha. Đó, như upgrade lên nè, thấy không? Đó, upgrade mấy cái này lên nó sẽ cộng thêm cho cái nhà khá 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 nhiều đó. Nhớ để ý mấy cái này, không có người phù hợp và nó không cho vô bệnh viện đâu, bệnh viện phải có người phù hợp, với là nhà trường học là phải có người phù hợp mới được. Ok, trước mắt là như vậy đi, sau khi mà xây hàng rào hết thì mấy con thú quan nó sẽ không vô, nó ăn thấy mình được, đỡ cái trường hợp đó. Rồi khi mà anh em xây nha, xây thì nhớ cái nào ưu tiên thì anh em check vào cái royalty này nè, để nó ưu tiên cái đó. Rồi, như chắc hết rồi quá. Hết cái muốn nói rồi. Chỉ biết cái tí gì đó thôi. Mấy nhà nuôi ong nè, nuôi ong tay áo. Cái nhà này mình có thể xây lên để nó làm đàn cầy, nó lấy sáp làm đàn cầy. Còn mật ong thì nó sẽ làm bia rượu để nó phục vụ cho người dân. Ok. Thôi gà thì cái mép này khá ngon, tại vì sao anh em thấy không? Cái mép này không bao giờ thiếu tiêu phẩm luôn. Với một cái hồ cá kinh khủng thế này, với một cái lắc như thế này thì em không bao giờ thiếu thực phẩm luôn. Để gà cho cái số code nha. Đây, cái số code của nó đây. Cái ship nè 39D7FAA66E6C. Thì để nhập cái đó thì anh em vô cái phần menu á, thì nó có phần cái phần nhập ship á, thì anh em nhập vô cái số này thì anh em sẽ ra được cái map này của tôi chơi. Rồi một cái cuối đi, cái này khi anh em bấm F á thì nó sẽ hiện lên cái mặt đất màu xanh với màu đỏ nè, màu vàng nè. Cái chỗ màu vàng á là mấy chỗ được không được tươi lắm. Anh em lúc mà tạo nhà thì kiếm mấy cái chỗ mà xanh á, xanh xanh đậm đậm xíu như mấy chỗ này nè. Mình đặt nhà chính xong rồi mình đặt nhà chính kế bên, xong rồi mình đặt nhà dân ở chỗ này nè, nó cộng rất là nhiều. Nó cộng chỉ số lên cho nhà dân khá là ngon luôn á. Nó cộng chỉ số rồi nè. Nó hỗ trợ cộng chỉ số lên cho nhà dân khá là ngon luôn. Cái này quan trọng lúc mà khi xây á, anh em phải định hình được là mình xây khu nhà dân ở chỗ nào và khu công nghiệp nó ở chỗ nào. Khu công nghiệp thì mình phải cây xây nó xa nhà dân thiết, như là khu công nghiệp này không, tôi xây rất là xa nhà dân, tôi không xây ở gần. Xây gần thì nó sẽ ảnh hưởng nhà dân rất là dữ, như mấy cái nhà này nè là nó sẽ ra khói á, nó làm ra khói nè, khói công nghiệp á, thì chúng ta sẽ không thể nào để nhà dân, để nhà dân là nó trừ điểm của nhà dân dữ lắm, nên em phải để ý nhé. Rồi còn về làm rượu này á, thì anh em nhớ với tôi nhé, là mình phải cân bằng giữa cái lượng mà phân bón đồ vô, và mình phải làm tươi đất, làm tươi xốp đất, chứ không phải là mình vô mình cứ bón bón mình cứ trồng 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 liên tục là đất nó không được nghỉ á, là nó sẽ nát, dễ nát lắm, đất nó dễ nát lắm, mình phải cho nó có thời gian nghỉ cách cách ra, chứ đừng có trồng liên tục, trồng liên tục là nó sẽ dễ nát. Ok, thì đó là tất cả những gì mà Gà muốn chia sẻ với anh em, những cái tips trick ở trong cái game game này. Thì nếu anh em có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là có muốn bổ sung gì đó thì anh em có thể comment bên dưới video nha. Thì trong lúc làm video thì chắc sẽ có thiếu gì đó. Nếu anh em thấy video hữu ích thì nhớ like và share, nếu là người mới bấm subscribe với một cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào Gà up lên trong tương lai, tại Gà sẽ còn giới thiệu nhiều cái game khác cũng khá là hay hơn nữa. Nếu anh em muốn support cho Gà thì có ví Momo và PayPal. Mấy cái đó thì Gà dùng để mua game, để test trải nghiệm cho anh em xem là chính thôi. Cảm ơn anh em đã ngồi xem video và hẹn gặp lại những video tiếp theo.